Người cao tuổi luôn giữ vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội, là tấm gương để con cháu noi theo, đồng thời cũng là nơi lưu giữ kinh nghiệm sống và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chính vì vậy, việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là đạo lý tốt đẹp giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Ông ngoại là những ai bà? Đây là ông ngoại nhá. Đấy, ông ngoại này. Đây đây là bác Trung nhá. Đây là bác Tuyết này. Đây là mẹ Thủy con này. Đây là bà ngoại. Cứ mỗi dịp cuối tuần, gia đình Năm bà Ngô rồi. Thị Nghĩa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại sum họp đông đủ bên nhau như thế này. Những câu chuyện kéo dài từ sức khỏe của người già, về niềm vui của con trẻ, về cuộc sống của những thành viên trong gia đình, đôi khi là cả những ký ức ngày xa xưa. Thấy các cháu trò chuyện rối rít với ông bà, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thấy là cuộc sống đỡ cô đơn hơn, là vì được các con cái, để cháu cháu chăm nom, đến thì là quây quần, nói chuyện trò. Đấy, hoặc là Tết nhất thì là các cháu nó tụ tập về, xong rồi thì là chụp ảnh, chụp viết, rất là vui vẻ. Còn đối với ông Vũ Văn Thông, niềm vui tuổi già của ông là mỗi dịp cuối tuần được đưa các cháu đi chơi. Với ông, điều may mắn trong cuộc sống là thay vì chơi trò chơi điện tử, thì các cháu lại mong muốn được ông đưa đi chơi. Đưa các cháu đi chơi thì nó vui vẻ, các thứ người nó khỏe ra, nó không như là cứ ngày ở nhà chơi chủ nhật chủ nhật các thứ đi chơi với các cháu, còn ngày thường thì ở nhà cứ nghỉ ngơi ở nhà nó mệt mỏi lắm. Cuộc sống bộn bề tất bật đã làm xuất hiện những ý kiến tiêu cực cho rằng người cao tuổi là gánh nặng của gia đình, của xã hội. Song thực tế cho thấy, những công việc của người cao tuổi không thể đong đếm được bằng của cải, vật chất, mà nó mang giá trị tinh thần tuyệt đối. Chúng tôi đi làm xa, làm gần là bà đều dành thời gian để chăm bẵm cho các cháu từ lúc nhỏ. Đến lúc bây giờ các cháu đã đi học, đi hành thì cũng là đưa đón rồi mọi thứ, rồi dạy dỗ các cháu ăn uống. Thì thực ra là khi mà cuộc sống của gia đình tôi thì cũng, vợ chồng tôi cũng rất là nhàn hạ rất nhiều khi mà có bố mẹ. Nếu như mà người cao tuổi mà được mà coi như thỏa mãn và được chăm sóc về đời sống tinh thần thì họ có một cái cuộc sống hết sức là sinh động và họ chủ động trong mọi công việc. Thì họ có kế hoạch làm việc, họ có sự tham gia với bạn bè đi đâu về đâu, và họ không bị lệ thuộc vào con cái. Tức là họ vẫn giúp đỡ con cái nhưng họ giúp đỡ một cách chủ động. Nếu như người ta có một cái cuộc sống tinh thần nó khỏe mạnh đầy đủ rồi thì người ta sẽ không phải là gánh nặng cho xã hội. Truyền thống dân tộc Việt Nam là phải kính trọng người già, con cái luôn phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Bên cạnh đó, người cao tuổi thực ra vẫn còn là chỗ dựa cho gia đình về tinh thần và làm những công việc không tên hàng ngày. Thực tế, nhiều gia đình khi con cháu đều bận làm việc, học hành thì cha mẹ già chính là điểm tựa vững chắc nhất để cuộc sống gia đình được bình yên, hạnh phúc.